Rồi dỡ lên, dỡ lên. Dỡ lên. Ủa, lạng 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 vậy, đã không? Woo. Cây sát vô, cây sát vô coi. Quá. Có cá nâu đó, câu đi. Nè. Cái gì? Mồi đó. Gỡ rồi đi. Bỏ vô. Đỡ đây đi. Lấy cái bọc này ra ngoài đi. Ừ, là có cá nâu à. Đổi lưỡi đi, đổi lưỡi đi. Đổi gì cứ để ông câu ông câu thôi. Không đâu có một câu đâu. Câu dài gãy rồi. Đang câu 5 mét tử à. Gãy đọt rồi. Đã trời. Biết nó lắm. Mới con đầu tiên đã vậy. Này phải giật cái chục con mới đã. Thấy cái nước nó ăn là tao biết rồi, sực 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 sực, nó đâu có gỉ chìm phao đâu. Không biết có nhiều hay không đây. Giật lạng lạng đã kéo không lên. Ngày mùa nó rồi đó, chợ bán lắm à. Cá cái đó là ăn ngon rồi. Kiếm bự hơn không có đâu. Đó 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 đó. Con ăn chưa? Có ăn chưa? Đó, giật nó dính rồi. À. Con thứ hai. Kê vô, kê vô. Con thứ hai các bạn ơi. À, rồi, mở cái đi. Con dễ mở mà. Dính ngay cái mép. Giờ phải có cái đồ gọng cá chờ. Đại đi, cá nâu này về nó không chết hết nè. Đó, về bỏ tủ lạnh. Chiên nhậu luôn, có bỏ tủ lạnh. Hú luôn. Hai con. Cái bầy nó rồi đó là nó quên đi. Trong đó đó. Nó hơi cục. Ta có tranh thủ này đi không được. Để lên kia nữa. Cái đó thì hên xui đi. Câu cục ngắn à. Câu nãy giờ không biết còn dài được nhiêu nữa. Cái này được chưa? Hả? À, cục quá. Gắn nhỡ dài vô đó có gì đâu.
nhỡ dài mới được. Chừng hết mồi á. Còn mồi. Không mồi ra luôn thấy không? Dĩa banh mồi chứ. Có đám. Có em gái đẹp đi ngang. Im đó. Được rồi. Chìm sâu lắm à. Phao này nhỏ quá. Gỡ lấy đầu. Lấy đầu tép thảy ơi. Cái vừa rồi nó gặp là dính rồi đó. Gặp là dính rồi. Bảy nằm gần gần đây nè. Thấy trên nước nó chảy xuống. Chảy gì vậy? Một cục câu mổ tay nữa mẹ. Được rồi, cái đó được rồi. Ủa, nó chạy vô à. Gì? Lột. Mà chắc được hai con. Anh xui nè. Anh xui thì anh xui. Có khi không còn nữa chừng. Không còn hên hoài đâu. Quá nè, chỗ đó im nữa. Chỗ đó vừa luôn. Đi không? À, cái bầy nó chạy hết mẹ nè. Vỏ chạy ngang trốn hết. Vỏ báo. Thả qua đây kìa. Đổi chỗ, có gì mới lạ không? Im. Ê, dính rồi. Từ từ kéo. Từ kéo lên. Nó nữa đó. Nâu, nâu. Còn thứ ba các bạn ơi. Được rồi. Rồi, trở đi. Thả xuống. Dạ. Gì? Cũng cái lưỡi câu để móc ngoài. Ngoài môi dễ gỡ.
con thứ ba các bạn ơi, thêm con hai con nữa đủ nhậu rồi. Gì ta con này, con không còn được. Xa quá đâu thả tới. Tôi biết cái chỗ của nó ở luôn. Ở chân chỗ nó thấy ra là cái chân miệng nó nạo này. Cái ổ nó chỗ đó đó. Câu này cục quá. Chạy qua là không nó chạy hết nữa rồi. Lâu lâu được cá ăn lần mà chạy qua có đám luôn. Ba chiếc vỏ. Trời trời trời. Bị gì? Cứng cứng. Nghe cứng cứng. Nó lẽ lên giả. Để thế thôi. Kích nha. Tực tực là giật liền đi. Tực tực là nó ăn luôn rồi đó. Câu quỷ này ngã hoài. Phao có canh. Vỏ chạy qua nữa. Giờ này nó cũng chưa chạy quá thì chạy. Chạy hết mẹ câu chạy hết anh gì đâu, cá mới kịp ăn lại phá đám luôn mẹ mày. Chạy hết mẹ nó rồi. Mới ăn lại dính được con. Bà nội phá đám 2 lần, 3 lần. Phá đám không? Bà chạy qua lần nữa lại bà luôn. Hả? Qua lần nữa lại bà luôn. Cái gì giật cái nâu đá mà giật cái nâu. Câu thấy nó im hết biết chạy đò chạy qua sắn qua. Mẹ sắn dạt cái bầy ra luôn. Giờ giết tao không dám thảy câu đây nữa. Biết bao qua lúc nào. Lũ 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 qua tới mẹ nó kìa. Đây nó sát bên đi giúp cậu qua đi. Qua sông sông lớn kia qua.
dân đậu ghe này nè, đi ở đây nè. Mẹ nghỉ ăn luôn, về luôn.